Nghe tiếng kêu à? Chứ nổi con này sống dài phết nhỉ. Con này mới gửi hôm qua mà. Vâng, nếu mà trên Hà Nội thì về nhanh lắm. Còn là khu vực xung quanh này nhìn nó gửi nhanh không mà. Con này thử con 600 chứ sao là 700 nhỉ? Em không rõ.